Y Quynh Bđắp lại dựng chuyện vu cáo chính quyền cướp đất người thượng. Y Quynh Bđắp, kẻ cầm đầu nhóm người thượng vì công lý, đang trốn ở Thái Lan, tay chân Nguyễn Đình Thắng và số phản động phun rô ở Mỹ, núp vỏ bọc Tin Lành Đấng Christ, đã bị báo chí, dư luận vạch trần thời gian qua. Mới đây lại dựng chuyện vu khống. Chính phủ Việt Nam đã bán đất của người Montagnas. Họ buộc người dân Montagnas phải từ bỏ đất đai của họ, diện tích khoảng 40 mẫu thuộc thôn Buôn Lang, Eapok, Cư Mơ Ga, Đắk Lắk. Cho hề này của Y Quynh đã bị nhiều người dân ở Đắk Lắk vạch trần bóc mẽ. Y Quynh tung lên Facebook đoạn clip được cho là diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 5 năm 2022. Đại diện chính quyền Cư Mơ Ga và công ty cổ phần cà phê Eapok đã có buổi đối thoại trực tiếp với 46 hộ dân ở Buôn Lang, thị trấn Eapok, nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển đổi cây trồng trên diện tích hơn 40,3 hectare đất ở công ty cổ phần cà phê Eapok. Trước phản ứng không đồng thuận từ một số hộ dân, chính quyền có huy động một số công an, mục đích giữ gìn an ninh trật tự, không hề xảy ra bất cứ xô xát nào. Bản chất vụ việc qua giải thích của một số dân mạng phản ứng Y Quynh Bđắp được biết. Trong số 40,3 hectare đất ở công ty cổ phần cà phê Eapok nói trên, hoàn toàn là đất của nhà nước giao cho công ty này khai thác, phát triển lâm nghiệp. Nhiều năm qua, công ty này khoán cho dân làng trồng cây cà phê. Tuy nhiên, do chuyển đổi sản xuất, nên công ty chuyển sang trồng cây sầu riêng, gặp phản đối của một số hộ dân. Chính quyền đã nhiều lần đối thoại, hòa giải, bất đồng chủ yếu xoay quanh vấn đề chủ trương giao đất của nhà nước, phương án tính khả thi khi thực hiện chủ trương chuyển đổi từ cà phê sang trồng sầu riêng, quyền lợi, chế độ tiền lương và thu nhập của người dân khi nhận khoán chăm sóc sầu riêng, những vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội của công nhân và người tham gia nhận khoán. Như vậy, rõ ràng đây là mâu thuẫn giữa chủ doanh nghiệp và người lao động khi thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng liên quan đến mong muốn của đồng bào được áp dụng các chính sách hỗ trợ và tiền lương, thu nhập để duy trì sản xuất đảm bảo cuộc sống, không hề dính dáng đến quyền sở hữu đất đai như dụng ý xuyên tạc vu cáo bịa đặt của Y Quynh Bđắp. Có thể thấy rõ, với lồng ghép và hình ảnh có công an bảo vệ an ninh trật tự, Y Quynh lồng vào đó chữ tiếng Anh để bóp méo bản chất sự việc thành chính quyền cướp đất của người thượng, ép dân làng từ bỏ quyền đất đai. Với chiêu trò này, ý đồ của Y Quynh là hướng đến những tổ chức nhân quyền nước ngoài, vu cáo chính quyền Việt Nam đối xử bất bình đẳng, đàn áp người dân tộc thiểu số. Đây không phải là lần đầu. Trước đó, Y Quynh Bđắp và đám phản động phun rô lưu vong triệt để khai thác mọi vụ việc có liên quan đến người dân tộc thiểu số để gán ghép, vu cáo, đổ tội, bôi xấu chính quyền như cô gái dân tộc bị chết ở trường, kẻ phạm tội bị chết trong quá trình giam giữ do bệnh tật hay linh mục bị một giáo dân giết hại, nhằm kích động rằng nguyên nhân đều do chính sách của chính quyền nhắm vào tiêu diệt người thượng, đàn áp người thượng. Qua vụ việc này, càng cho thấy những kẻ đội lốt bảo vệ công lý cho người thượng, tự do tôn giáo cho tín đồ Tin Lành Đấng Christ như Y Quynh, không từ thủ đoạn nào để xuyên tạc, chống phá đất nước. Hài thay, những thông tin bóp méo sự thật đó của chúng lại được những cơ quan, tổ chức nhân danh tự do tôn giáo, bảo vệ nhân quyền như USCIRF khai thác sử dụng để vu cáo chính quyền vi phạm tự do tôn giáo, đòi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC.